Vâng, bộ dàn thì chúng em cũng đã hoàn thành rồi, thì anh Đồng có thể chia sẻ cho anh em là anh nghe thì anh thấy thế nào? Anh em em hát anh thấy có được không? Nó ấm giọng mà được anh kết rồi. Chia sẻ gì muốn nói anh em khi mà anh đặt hàng ở trên mạng cũng như là khi em mang đến đây để cho các bác mua hàng online còn yên tâm. Tại vì là chúng ta nói đúng ra là nói ở lĩnh vực là anh tin tưởng cái hàng ở bên công ty của em. Vâng. Chúng ta nói là thực sự anh cũng muốn là anh làm cái vấn đề của anh. Vâng. Anh cũng hài lòng, anh cũng tin tưởng là với bên khách hàng và anh là công ty của em. Vâng. Và thật sự là anh đến giờ này là cũng hài lòng. Vâng. Dễ sử dụng là cái việc này cái đầu. Vâng, đúng rồi. Dễ sử dụng. Đấy, cũng là cả cái... Trước khi lắp là vẫn còn sợ bị lừa đúng không? Vâng. Vâng. Hôm trước anh xem. Đường thì to mà anh em tìm nhau vất vả quá các bạn. Và cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau. Và anh Đồng đang đi trước để dẫn đường đấy ạ. Lát nữa thì các bác và anh em sẽ được tham quan ngôi nhà và thưởng thức cái chất âm của bộ dàn khi phối hợp trong ngôi nhà của anh Đồng. Vâng. Vâng, sau khi tạm biệt ngôi nhà của anh Giang với bộ dàn karaoke cặp loa full B12 màu vàng gold tại X22 thì anh em chúng em tiếp tục lên đường xuống xóm tới xã Văn Khê, Mê Linh để lắp đặt cho anh Đồng một bộ dàn gồm có cặp loa G4000, con đẩy X7 Pro DC và mic VK4 số 9. Hiện tại chúng em đang tắc đường ở xã Văn Khê. Hiện tại thì chúng em đã có mặt ở trước cửa nhà anh Đồng. Nhà anh đang hoàn thiện các bác và anh em ạ. Trưa nay nắng quá, hơn 12 giờ trưa rồi. Nhưng không sao, chúng em sẽ vào lắp đổ. Và em vừa xuống đổ xong một cặp loa G4000 có đẩy X22 và X7 cho anh lựa chọn. Đây là không gian bên trong ngôi nhà của anh Đồng. Vâng, chúng em đã kết nối xong căn chỉnh xong tín hiệu của bộ dàn karaoke nhà anh Đồng. Cặp loa có 4000 sở hữu bass 30 với tất cả là 8 đường tiếng. Cho ra chất âm rất tuyệt vời, nghe nhạc vàng rất sướng. Cùng với đó là con đẩy liên bang X22 Pro DC. Mic cùng dây VK4 số 9 ạ. Các bạn đang được thưởng thức cái chất âm trên cấu hình của bộ dàn. Don't you?
không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót dây vân tình. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đang mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu vô cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Tình như chiếc lá rơi rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Chị mấy cho không tiến nào về, mấy cho không tiến nào về. Vâng. Vâng. Thế cho nên là quá là cái xem đến đâu. Vâng. Chính là nói thế là 2 năm tìm hiểu rồi đúng không? Phải tìm hiểu mất 2 năm rồi chứ. Vâng. Nhưng mà chỉ lúc em xem là cái Zika này phải nhiều cái cửa. Dạ vâng vâng. Đến giờ này đúng giờ này chỉ mới vâng mới được cái kia chuyện. Vâng. Nó đúng màu với cái màu loa G4000 luôn. Cái nội thất của anh vâng, nó quá phù hợp và đẹp. Bây giờ là anh bảo là thôi phải không muốn gì cũng phải cái của nó. Vâng. Muốn nhìn thì nó kể nó hơn 1 mét nhưng mà vâng, cái, đúng. Này nó, cái này nó có chân đâm ra anh đặt ở đất nó cũng phù hợp. Vâng. Nhưng mà điều ý anh nói là nó có ảnh hưởng lùm biết không? Không nó có chân mà cái chân của nó phải được mấy phân đấy, cái chân của nó kìa, chứ không nó không như lo phun thì nó không có chân nữa. Vâng. 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 Hôm chính hôm nay cũng tham khảo lo phun nhưng mà anh lại không thích cái hại của món vâng. Ăn nhưng mà lo phun thì anh đặt hai bên này nó nhỏ gọn cho bên bể cá. Vâng. Vâng, đúng rồi, nó nhiều đường tiếng. Vâng, đúng rồi, G4000 thì nó sở hữu một bát 30, một ba chung. Thế thì 3 chép giấy và một cái chép kèm đấy. Vâng. Cái điều thứ nhất là cái nhân viên của mình tiền. Vâng. Hai đấy là cũng tư vấn đúng là tận tình mà nghe được. Nói chung là mình để mà nói đưa ra là nói là mình cũng là để tư vấn mà hai đứa này đúng rồi. Tại sao bên em đi đôi khi lắp cho anh một trận thôi nhưng mà cũng phải tư vấn cho sao cho nó phù hợp, nó phải phù hợp với mình nữa mà dùng cái những cái đồ nó dễ dùng anh ạ. Vâng đúng rồi, công nghệ bây giờ công nghệ mới như vậy phải dễ dùng. Đấy, như thế là chính như thế này vẫn đang cái hai cái cổng thế này vẫn chưa. Vâng. Nói chung là anh cứ dùng mấy hôm là nó quen hết. Đấy, nhưng mà bây giờ chủ yếu bây giờ ý muốn là mình nghe nhạc, bây giờ nghe nhạc anh hôm qua này thì nghe nhạc thì vẫn bật vô tuyến vẫn chuyển như kiểu vô tuyến chứ. Vâng đúng rồi. Không để anh xem nhạc. Vâng.